Xin chào tất cả các bạn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thủ thuật mang hồ cá lên màn hình desktop. Để làm được điều này thì các bạn cần download phần mềm Aquarium Desktop. Thì các bạn có thể tìm link download ở phía dưới video này. Khi nhấp vào link thì các bạn chỉ cần nhấp vào nút download màu xanh ở đây để tải phần mềm về. Khi các bạn tải về xong thì chúng ta sẽ được một file nén và chúng ta sẽ tiến hành giải nén bằng cách là nhấp chuột phải lên file này và chọn giải nén. Khi các bạn giải nén xong thì các bạn sẽ có được một cái thư mục, thì chúng ta sẽ vào thư mục này để tìm file setup. Trong thư mục này thì có một file setup để cài đặt chương trình và ba file để thêm các item vào trong phần mềm. Chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn ở đây, thì đầu tiên chúng ta mở hướng dẫn này lên trước. Thì trong đây thì chứa toàn bộ các cái hay cài đặt, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chạy cái file setup lên trước. Và chúng ta sẽ copy cái phần serial number vào trong đây. Chọn OK. Bước này thì các bạn đánh vào chỗ area và chúng ta chọn net, chúng ta chọn net, phần mềm sẽ tự động cài đặt chúng ta. Như vậy chúng ta đã tiến hành cài đặt xong. Chúng ta check vào Create Desktop Circuit và Cloud Aquarium Desktop và chúng ta chọn Finish. Cái màn hình chúng ta đã chuyển thành một cái giao diện hồ cá. Chúng ta sẽ thấy là sẽ có một icon chạy ở phía xanh tab 3 đây, có một hình là một con cá. Thì chúng ta sẽ tiến hành tinh chỉnh cho cái phần mềm này bằng cách là chúng ta sẽ nắp chuột phải ở đây và chúng ta chọn Welcome. Tại đây chúng ta sẽ có được 4 chức năng. Thứ nhất là thêm những chú cá vào màn hình, thứ hai là thêm những cái vật trang trí, và thứ ba là xóa những cái thành phần trên màn hình, và thứ tư là tắt chương trình này đi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn Remove đi. Chúng ta sẽ xóa tất cả các cái vật này trên màn hình rồi chúng ta sẽ thêm lại từ đầu. Chúng ta bấm vào Remove On, chúng ta chọn Yes. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào Add Fish để chúng ta add vào những chú cá này. Thì ở đây nó có một cái mũi tên để di chuyển xuống những chú cá phía dưới. Có một cái nút Add ở đây thì chúng ta có thể add mỗi chú cá, thì chúng ta có thể add được một hoặc là nhiều. Thì chúng ta bấm vào nút Add đây để nó xuất hiện trên màn hình chúng ta. Chúng ta sẽ add tất cả các cá này vào màn hình và thêm những cái vật trang trí vào màn hình. Chúng ta sẽ chọn một thứ hai này. Ở đây thì nó cũng có rất là nhiều cái vật để chúng ta chèn vào, thì chúng ta chỉ cần click chọn bên đây thì nó sẽ xuất hiện thôi. Ở đây có cái mục cho phép chúng ta chọn kích cỡ của các cái vật mặc định nó đang chọn là 100%, thì các bạn có thể tùy chỉnh lại thành 75%, 50% hoặc 25%. Thì các bạn sẽ click chọn từng cái này. Chúng ta có thể sắp xếp các cái mục này nó đè lên nhau bằng cách là nhấp và chọn vào nó. Thì các bạn có thể thay đổi cái hình nền phía dưới bằng cách là chúng ta nhấp chuột phải vào cái biểu tượng Aquarius. Chúng ta sẽ có mục là Wallpaper cho phép chúng ta thay đổi những cái hình nền này. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm những chú cá mới và những cái đồ vật mới vào trong phần mềm này. Thì các bạn quay lại thư mục cài đặt lúc nãy, chúng ta sẽ có thêm 3 file cài đặt nữa, thì chúng ta sẽ chạy từng file này để chúng ta thêm những cái đồ vật mới vào trong phần mềm này. Nếu các bạn nào không thích thì các bạn có thể sử dụng mặc định như thế này. Chúng ta sẽ có một số tùy chỉnh như là cho phép chạy cùng hệ thống, âm thanh nền, và chúng ta có thể chỉnh được cái bóng của những chú cá này. Như vậy mình vừa hoàn thành xong video chia sẻ bạn thủ thuật mang hồ cá lên màn hình desktop. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ bạn bè và đừng quên truy cập vào kênh YouTube của mình, bấm vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video khác. Các bạn có thể like trang fanpage của TKC Production trên Facebook. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.